Rồi, chào buổi sáng ngày 23 tháng 6 2022 anh em cô chú ơi. Mời anh em cô chú uống ly trà móc câu Tà Bắc. Rồi, chúc anh em cô chú ngày mới làm việc thuận lợi, suôn sẻ trong mọi lĩnh vực. Nhưng mà dồi dào sức khỏe là sau đó phát tài anh em cô chú. Mình chuyên mua bán đồ Honda xe đạp ở gần chợ Đê Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0918 104045, có Zalo luôn anh em cô chú ơi. Quay trở lại mình có mấy cái món đồ mới tháo thêm một chiếc phu 125 còn khá đẹp, anh em cô chú ủng hộ. Có mấy bộ đĩa bộ phuộc đồ cho mấy anh em ta chế lên độ xe GS hay là độ cái gì đó lên đĩa lên đó. Rồi vô vấn đề luôn anh em cô chú ơi, đánh nhanh rút gọn cho nó đỡ mất thời gian anh em cô chú. Rồi trước hết cái trước hết cái coi xăng 67 nè. Coi xăng 67, coi xăng nhỏ ha, ngon lành, không có gì để chê hết. Với cái đầu bò, anh em nào mua cái đầu bò này tặng cái coi xăng luôn, cái đầu bò này với coi xăng 1 triệu anh em, đầu đẹp lắm, răng cỏ ngon lành, này về chắc bao xài ạ. Bao anh em chạy tốt, cam cò rồi đủ hết, lắp đồ đủ hết. Thấy lá gió đồ còn không có bể. Rồi bán cái đầu tặng cái coi xăng anh em cô chú ơi, tiểu. Rồi sau đó tiếp theo đó cái chấn ba của phu 125 là anh em cô chú, 400.000 anh em cô chú. Nó có tán cổ này, nhưng mà chén cổ đóng ra nó bị bể rồi. Mực mà đồ này không có gì để sôi nữa hết anh em ơi, quá mới rồi. Với cặp hột nè, buộc đĩa này cũng không có gì để sôi luôn, hết thế. Ngày 25 tháng 2 2021. Có tóc tí sườn. Cái phuộc có tí xíu mà quay vô màn hình nó bự, là mình quay cái dạng quay gần anh em, mình quay xa ra vậy thì nó, anh em cô chú coi đâu rõ, thấy không, quay lướt lướt vậy đồ ấy, quay gần mua về đỡ ra khỏi dở mộng. Mình cái tật quay đồ quay chỗ xấu, quay chỗ dễ coi nhất cho anh em mình đây nè. Cái máy chỉnh ở có chế độ xa, chế độ này là thường là vậy rồi, trung thực nhất nè, nhưng mà về coi mà ảo ảo lắm. Đó, quay ở chế độ này là anh em mua khỏi sợ lầm. Cái này nó mới đâu có gì đâu, coi coi cái nước sơn đó thôi anh em ơi, nước sơn hơi tày đầy xíu, vận chuyển xe nó quẹt sao. Bên đây cũng hơi tầy xíu, nó uống gì đâu. Rồi cặp phuộc này ta 800 nữa là 1.2 triệu anh em cô chú. Chấn 3 phuộc 1.2 triệu mà anh em nào mà chế lên hết thì mình tính cho 1 triệu thôi. Mình đam mê, mình cũng coi như nghiên cứu là đam mê những cái xe độ chế lắm. Anh em lên đời xe rồi lấy bộ đĩa luôn. Từ cái chỗ đam mê đó mà anh em ngưỡng mộ anh em độ chế, cho nên mình giảm giá thành 200.000. Để nguồn đó là nguồn động lực để khuyến khích cho anh em độ chế những chiếc xe rim lên hay là xe quay lên hay là cái gì đó. Nói chung là cái hệ chế là mình quái à, mình yêu cái đẹp, yêu cái mới lạ đó. Bộ đĩa hết thế à. Còn khá anh em cô chú, khá mới. Đĩa dây cui nè,
anh em có thể vô quay hết tầm 10 rồi, vô gì cũng được, chế mà. Cái đĩa luôn, bán bộ đĩa tặng luôn, cái đĩa 1,4 triệu anh em, chưa sọc chưa gì hết. Kêu ông lại ông múc, múc vào dính tay đây. Người tin là nè cô chú ơi. Hương vợ đến mức độ mà mần mà sợ vợ lắm tay luôn mà. Vậy mà đàn bà nó còn còn nói này nói kia nữa hả. Rồi, bộ đĩa 1,4 triệu tặng luôn cái đĩa anh em cô chú. Nè cái bộ 7 món. Đồ này đồ mới chứ không phải đồ cổ anh. Bộ 7 món anh em ơi. Tiêu 125. Hai món trong đứng với trong ngang là hai món ha. Cái thằng thắng thằng số là 3 món. Còn khá lắm anh em ơi chú ơi. Cái này thì không có xem xét soi sóc chi cho nó kỹ, thì đưa đa số nó còn 80% ta lên. Đó, 4 món, 5. Với cây cốt trong đứng nữa, nó chỗ rã chưa đem lại anh em cô chú là 7 món. Với cây cần thắng, cái đũa thắng nữa là 6 món, với cây cốt trong đứng nữa là 7 món. 7 món này bán 700 ngàn anh em ơi. Quên lại cái 700 ngàn. Hay quên. Phuộc này 800 nè anh em. 800. Ủa, phuộc 800 chẳng 300-400 đúng rồi. Còn cặp với cái chống nghiêng nữa nè, 7 món đúng rồi anh em ơi. Ừ. Tặng luôn cái gác chân máy nè anh em. Là 700 ngàn. Gồm chống đứng, chống nghiêng, gác máy, cần số, cần đạp, đũa thắng, chiếc cây cốt trong đứng luôn. 700. Rồi cặp cuộc sau này bữa có nhiều anh em hỏi mà không nhớ số điện thoại anh em ơi, quá tài họ điện tới cái nó lắp tên, mất tiêu lắp lên gì, tầm không ra, không nhớ, cố tình muốn bán cho anh em mà gọi điện lắm mà. Nhớ không nổi anh em thông cảm. Rồi, cặp cuộc này cũng 800 như mọi khi luôn anh em. Mặc dù nó rất là nhiều người mua nhưng mà mình cũng không tăng giá. Mình là phương trong tiêu chí của mình là gán làm cho nó giá cả cho nó hợp tình hợp lý cho anh em xài, chứ còn không phải thấy người ta mua nhiều là tăng lên là không có. Này khả năng bán 900 cũng có người mua là lý do mua bán hỏm bán cặp kia 800 mà rất là nhiều người hỏi mua. Nhưng bữa nay có đồ cũng vậy luôn. Chứ thừa nước đục thả câu là coi như thua. Mình ráng kiếm xe đẹp, xe riêng mình rã với cái mức độ, cái giá cho nó tốt nhất để phục vụ cho bà con, anh em, cô chú xài cho hợp tình, hợp lý. Đó mới là cái hay, chứ còn cái bán đồ mắc lời nhiều là cái đó theo mình là không có hay. Đó, thấy anh em, cô chú cần tăng giá là không có. Khá mới rồi anh em, cô chú. Rồi. Rồi 800 ngàn cặp cuộc sao phiêu 125. Phiêu chờ 125.
bộ đĩa nãy báo quên nữa, ta phải sờ xong nói rồi quên rồi ta. Tiểu tư cho tặng một cái đĩa. Tiểu tư để về cho chắc ăn nè. Chúng ba này 400 vậy. Rồi, cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Cảm ơn anh em cô chú đã like cho mình. Và cảm ơn anh em cô chú đã đăng ký kênh, ủng hộ cụ Tùng Honda Thúy Hồng suốt thời gian qua. Kết thúc video đây. Chào anh em, chào cô chú.